Tay này cái hay của nó nữa là khi mà có bóp này thì nó sẽ nhảy số nhá, coi nhìn này, 37, 38 này, 39 này, 40 này. Đó, rất là hay nhá. Thì các bác có thể là mua về mình sử dụng, mình biết là mình bóp được bao nhiêu cái để mình đặt mục tiêu. Hôm nay là bóp được 40 này, mai bóp 60, ngày kia bóp 80, đặt mục tiêu. Hoặc là mình có thể là cho anh em với nhau thi đấu xem là bóp mỗi người bóp được bao nhiêu cái để thi đấu với nhau nhá. Rất là hay. Và khi mà các bác muốn sử dụng về mo về không hết để các bác bóp lại từ đầu, các bác ấn cái này vào, sau đó mình xoay mình lựa làm sao nó mới về không hết được. Đó, đây đó, các bác lựa này, đó đây đó, thì các bác lựa về hết số không cho em nhá. Đấy, lựa về số không cho em là xong. Đấy, sau đó là mình lại bấm là bắt đầu là nó nhảy lên từ đầu. Đấy, mình lại nhảy, nó nhảy từ đầu này, đó rất hay nhá. Thì khi mà bấm thì nó sẽ nhảy số lên này, rất ok luôn. Giá thì rất là tốt, các bác lên mã thì em sẽ là sản phẩm là bóp tay, à, bóp tối thiểu là 5 cân, bóp tối đa là 60 cân và có báo số luôn. Giá sẽ là đi 50k một chiếc nhá. Đấy, giá chỉ có 50.000 thôi, mình mua một đôi về mình sử dụng cho em mỗi tay một cái nhá. Đấy, sử dụng cho em mỗi tay một cái, đúng rất hay, 50.000 một chiếc bóp tay. Sản phẩm tiếp theo đó em bên shop tiếp tục lại về, đó là cái dòng bơm, à xin các bác là dòng pin pin 18650 nhá. Qua lên mã em sẽ là pin 18650. Đấy, hàng công ty luôn, hàng thương hiệu thứ ngon này, hàng xịn đấy các nhá. Đấy, Ufa Flash này. À, dòng này mã pin sẽ là pin 18650. Rất là nhiều bác hỏi này thì bên em đang bán lẻ một viên sẽ là 30.000 nhá. Lên mã em sẽ là pin 18650. Giá lẻ sẽ là đi 30.000 viên. Còn lại điện áp của nó sẽ là 3.7V, sử dụng cho rất là nhiều những thiết bị máy móc. Bây giờ thường thường người ta hay chuyển hết sang dùng cái loại này, vì nó là dòng pin sạc tích điện, nghĩa là hết pin là các bác vẫn có thể là tái sử dụng và vẫn có thể sạc vào lần sau mình vẫn có thể dùng. Đấy, giá đấy rất là tốt, lên mã em sẽ là pin 18650, giá sẽ là 30.000 một viên nhá, 30k cho một cái viên pin 18650 này. Đấy, 30.000 viên đấy các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đây shop lại tiếp tục về, đó là mẫu vòi đôi. Lên mã em sẽ là mẫu vòi đôi, con này thì hàng inox 304. Đấy, về các bác lắp đặt chiếu cháo thì quá ok rồi. Đấy, sử dụng gia đình em rất đẹp đẹp này. À, sẽ gồm có là một đường vào nhá, một đường vào và hai đường ra. Chất liệu thì sẽ là inox 304. Đấy, sẽ gồm có là hai khóa đóng ngắt rất ngon lành này, hai khóa đóng ngắt rất ngon lành luôn. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Ở đây sẽ gồm có những cái đầu chụp nối nhanh rất là ngon luôn. Hàng cực kỳ dày, rất chắc chắn nhá. Phần bên trong sẽ là khâu khóa đồng cho luôn này. Đấy, khâu khóa đồng. Rất ok. Lên mã em sẽ là sản phẩm siêu phẩm vòi đôi, sẽ gồm có một đường vào và hai đường ra. Hai đường ra này thì đều có tích hợp khóa đây luôn, nghĩa là các bác dùng đường nào thì mở đường đấy. Đấy, không dùng thì đóng lại. Rất là tiện. À, lên mã em sẽ là sản phẩm là vòi đôi này, vòi đôi hàng mới hộp luôn, vòi đôi, vòi đôi giá sẽ là đi 80k một chiếc nhá, 80k một chiếc vòi đôi nha. Sản phẩm này thì nhà em cũng đang dùng thực tế đấy nhá. Đấy, cũng rất là tiện này. Đó thì về các bác kiếm một cái gen trong 21 các bác xoáy mà, sau đó là mình sử dụng này. Đó, đóng ngắt rất là nhẹ nhàng ngon lành nhá. Vừa một lúc có thể là xả hai đường, hoặc là cũng có thể là vừa một lúc các bác sử dụng từng đường một, hoặc là có thể chia ra nước, rất tiện dụng luôn. Đấy, inox 304 dùng quá ok luôn nhá. Các tiện dụng này, nước chảy rất khỏe, vòi đóng ngắt rất là êm. 80.000 một chiếc vòi nước đôi có nhá.